Kính chào quý ông bà, cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý vị đã trở lại kênh Donate Sharing. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, những trang mạng đã đăng tải rất nhiều thông tin về sự kiện Đức Mẹ khóc tại giáo xứ Ngọc Lẫm, giáo phận Thanh Hóa. Và cái thông tin này đã truyền tải rất nhanh, khiến cho rất nhiều người từ lương giáo đến công giáo đã đổ về giáo xứ Ngọc Lẫm, giáo phận Thanh Hóa để hy vọng được chứng kiến tận mắt về cái sự kiện này. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 2 năm 2017, theo trang giáo phận Thanh Hóa đưa tin, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giám quản giáo phận Thanh Hóa, Tổng Giám mục giáo phận Huế đã ban hành một chỉ thị về vụ việc Đức Mẹ khóc tại giáo xứ Ngọc Lẫm, giáo phận Thanh Hóa. Theo trang giáo phận Thanh Hóa đưa tin, với chỉ thị của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh như sau: vừa qua, tại giáo xứ Ngọc Lẫm, giáo phận Thanh Hóa đã có lời đồn đại tượng Đức Mẹ trong nhà thờ chảy nước mắt. Giáo dân từ nhiều nơi lũ lượt tuôn về để tìm hiểu hoặc hành hương. Đây là vụ việc liên hệ tới đức tin công giáo, đòi hỏi mọi người phải cẩn trọng, không bổ báng, nhưng không quả quyết, ngây ngô, nóng vội, mê tín hoặc lạm dụng để thủ lợi. Trong tinh thần ấy, với tư cách giám quản giáo phận Thanh Hóa, tôi chỉ thị những việc sau đây. Thành lập ủy ban điều tra, thành phần gồm trưởng ban, cha đại diện giám quản Mikael Trịnh Ngọc Tứ, phó ban cha giám đốc chủng viện Thanh Hóa Giuse Nguyễn Đức Thanh, cha chủ tịch ủy ban giáo luật Giuse Nguyễn Văn Điệp, cha chủ tịch ủy ban truyền thông và chánh văn phòng Thomas Nguyễn Tiến Hạnh, quý cha hạt trưởng, cha chánh xứ Ngọc Lẫm. Thứ hai, nhiệm vụ của ủy ban điều tra là nắm bắt sự thật về hiện tượng gọi là Đức Mẹ khóc nêu trên, trong thời gian ngắn nhất báo cáo cho Đức Cha giám quản đang vắng nhà vì lý do công vụ. Phần B, biện pháp cẩn trọng. Thứ nhất là hiện tình cho tới nay, dựa vào những gì đã xảy ra, chưa đủ yếu tố để kết luận về bản chất vụ việc, vì thế không ai được phép công bố đó là phép lạ. Thứ hai, phán quyết. Nếu xét thấy cần, sau khi nhận được đầy đủ thông tin, Đức Giám mục Giám quản sẽ có phán quyết sau cùng về hiện tượng gọi là Đức Mẹ khóc tại giáo xứ Ngọc Lẫm. Thứ ba, trong khi chờ đợi, cha xứ và giáo xứ Ngọc Lẫm không tổ chức thánh lễ hoặc nghi thức ngoại thường vì lý do hiện tượng lạ. Thứ tư, tuân thủ mọi thành phần dân chúa giáo phận Thanh Hóa và khách thập phương đến trong lãnh thổ giáo phận Thanh Hóa vì lý do hiện tượng lạ nói trên đều phải tuân thủ chỉ thị này. Chỉ thị được làm tại Sài Gòn vào ngày 20 tháng 2 năm 2017 do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa ấn ký. Kính thưa quý ông bà, cô bác, theo tin từ trang giáo phận Xuân Lộc.net có đưa tin về Đức Mẹ tại Salet. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, tại Đền Thánh Đức Mẹ, La Salette bên Pháp đã kỷ niệm đúng 170 năm Đức Mẹ hiện ra với hai mục đồng tại đây. Ngày 19 tháng 3 năm 1846, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thiếu niên Melanie Caliver, 15 tuổi, và Maximario, 11 tuổi, trên núi gần làng La Salette, Felavo, ở độ cao 1.800 mét. Đức Mẹ được ánh sáng bao phủ, đang khóc và ngồi trên tảng đá, hai tay ôm đầu. Mẹ đứng lên, gọi và trao cho hai thiếu niên một sứ điệp mời gọi dân chúa hãy thành tâm hoán cải. Nhân lễ kỷ niệm tại đền thánh Đức Mẹ La Salette, có nghi thức mở cửa năm thánh trong vòng 6 tháng. Cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2016, đền thánh cách thủ đô Paris khoảng 650 cây số về hướng đông nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Salvano Marisa, bề trên tổng quyền dòng thừa sai La Salette, nói rằng sứ điệp vừa nói của Đức Mẹ muốn đánh động lương tâm của dân chúa, và mẹ Maria xuất hiện như vị sứ giả của Thiên Chúa để nhắc nhở dân về lòng trung thành, về ơn gọi Kitô mà họ đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Cha Marisa cũng nhận định rằng quả là một điều thật đẹp khi thấy Đức Mẹ bắt đầu bằng cách mời gọi hai thiếu niên đến gần. Đó cũng là sứ điệp của năm thánh lòng thương xót hiện nay. Sứ điệp của một vị Thiên Chúa có một trái tim bao la đến độ Ngài không thể giữ cho mình, nhưng muốn thông truyền tình thương của Ngài cho tha nhân. Và mẹ Maria có công tác giúp người cởi mở tâm hồn với Thiên Chúa.
mẹ Maria đã tập trung sứ điệp của mẹ vào chính Chúa Kitô. Hai thiếu niên kể lại, thánh giá mà mẹ mang trên ngực sáng ngời như thể là thánh giá sống động. Dòng thừa Silas Slater hiện nay có 950 tu sĩ tại 29 quốc gia trên thế giới. Và cha Marisa nói, sự hiện diện của chúng tôi muốn là một yếu tố rất đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ sự hòa giải. Nơi nào dân Chúa sống, chịu đau khổ, nơi đó chúng tôi muốn hiện diện với lời mạnh mẽ kêu gọi hoán cải. Dựa trên sứ điệp chúng tôi đã nhận lãnh từ Đức Mẹ La Salette. Kính thưa quý bà, cô bác, quý anh chị, một chút thông tin kênh Donation xin chia sẻ đến quý vị. Và kênh Donation cũng chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và cũng dành thời gian để nhấn đăng ký cũng như thích kênh và chia sẻ video đến cho những người quan tâm về cái thông tin này. Xin trân trọng.